đi sạch sẽ chơi. Được thôi, uống tốt nha. Lát nữa tôi quay lại. Mùi gì khét khét vậy ta? Chắc không phải là đầu mình chứ. Oh my god. Trời đất ơi, là cái đầu của tôi thiệt nè. Chết tôi rồi. Mau mau mau. Có gì điện ra mới được. Cuối cùng cũng đốt dây điện được. Để soi gương nào. Ôi trời, bà chủ đâu ra đây? Đừng để tôi tìm được bà nha. Anna đâu rồi? Anna ơi. Này, tôi có ý này. Mọi người xem đi. Wow. Đó. Ok chứ. Đi rồi. Ok nha. Ok. Aha. Anna. Chắc hẹn rồi Anna ơi. Anna này, bỏ cái này vào. Bắt đầu. Bỏ ra được rồi đấy. Ok, alright. Sao vẫn yên nguyên vậy? Please. Tiếp tục vào việc nhá. Làm ơn việc đi mà. Anna, đâu có đi. Ok, mày đi, sao mày, sao rồi. Tôi không chuyện gì vậy nè. Anna. Ôi trời đất ơi, em ổn rồi. Anna ơi, có sao không? Anna. Tóc của mình. Anna. Anna, thử cái này đi. Đừng lo, để tôi làm cho. Rồi sạch là xong. Ok. Wow, được rồi kìa. Wow, thành công rồi. Thành công rồi. Hả? Để tao xem nào. Quá đẹp tiệt. Sao lại vậy? Không không, tôi còn chim này, tính nha. Hả? Tôi còn cái này, cậu dùng đi. Không thèm. Anh đã, cậu quá đáng rồi đó. Cậu ấy đã rất nguy hiểm mới lấy được đó. Hả? Thật vậy sao? Ôi, xin lỗi cậu nhiều nha. Anna, ăn cái này đi. Cảm ơn mọi người. Còn hy vọng đi thôi, còn chơi thành công. Buồn quá đi. Sao nhở? Thành cầu trời vậy. Đi thôi. Ôi trời ơi. Để coi còn cách gì nữa không. Cách cao hơn tới bình thường rồi. Hả? Đâu rồi? Đường tắt thế nhở, rồi đi nhanh lên. Mọi người cố ý rồi. Làm sao bây giờ? Tươi rồi, sắp cuốn rồi. Thế mới chán chứ này. Tôi chạy bộ luôn đó nhanh. Cô ấy đâu rồi? Xong rồi vẫn chưa tới nhở? Anna, Anna ơi, anh tới rồi đây. Anna, Anna. Nói gì? Anna, I'm sorry. Bye. Tôi giận mình rồi. À, có cách rồi. Này là tên khó ưa này. Giận rồi, không thèm. Trả luôn nè. Cái này sao? Vẫn giận à? Để cho em cái này này. Anh hết trò chơi rồi hả? Dễ thương quá đi. Anna, anh có hai bé bia đáng yêu lắm. Chắc chắn là rất thích. Bé ơi. Tôi còn chưa hết giận đâu. Tắt ra tôi ra. Đi đi. Hãy cho em kìa. Ý không cho mình vào à? Thôi được. Anna, chơi thảo diều đi. Không thèm, tôi phải chơi với bé cưng của tôi rồi. Thôi. Không mà. Có cái này này. Gì nữa? Cho em đấy. Ngon đó, đi đây.
Anh đưa cho em mà em lại đưa cho nó thế à? Anh muốn em ăn cơ mà. Trời ơi, tại sao chứ? Phí cái kẹo quá đắt tiền lắm, em không biết không ạ? Anh đi đã. Nói nổi, không sao, vẫn đi hai em. Hả? Cái gì vậy? Đi đâu? Bắt được hai đứa bay rồi. Quay lại tìm hai bé thôi. Hả? Ôi trời ơi. Cái tên Alex này. Anh đang gắn hầm được phải không? Ừ, em ra đây hả? Ừ, em ơi. Anh chỉ đùa thôi mà. Tên này anh chết với tôi. Hả? Không được đâu cưng à. Hả? Em nữa hả? Được thôi. Yeah. Cái này là của tôi biết chưa? Từ lâu mới là của cô. Bỏ ra. Không bỏ. Nè mấy cậu ơi. Hay vậy? Lấy đây, lấy đây nè. Gì vậy? Trời ơi. Một bàn đồ ăn luôn. Và khách sạn 037. Tôi tới liền. Tới đây. Cảm ơn nha. Không có gì, ăn đi. Ngon quá đi. Anna. Gì vậy? Hả? Anna, đến đây nào. Tới giờ về nhà rồi con à. Dạ, bye bye mấy cậu nha. Con tới liền đây. Khoai trả. Cô đừng có đi mà. Tụi tôi đáng thương lắm. Phải mồi đáng ăn không đó. Nếu cô bỏ ở đây là chết đói luôn. Phải không? Đúng rồi, làm ơn thương tình cho tụi tôi đi mà. Ba mẹ ơi, con mang hai người họ về được không? Được thôi con. Con cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn cô. Trời ơi, tới rồi. Cầm cái này vô là xong. Wow, ngon quá đi. Tôi không cách sáo đâu nha. Ôi trời, con nhỏ ham ăn này. Dừng lại. Hả? Trời đánh chết bữa ăn có biết không hả? Hả? Gì vậy? Ôi trời. Nè nhỏ kia, bớt làm trò khùng điên lại coi. Ngon quá đi. Hả? Ôi con mẹ ơi. Thức có tác dụng rồi. Hành động lẽ là. Cái sáng gì liền ghê. Hả? Gì vậy? Có ở nhà không? Có ở nhà không? Thôi chạy đi, lấy lẹ tay thôi. Anna, Anna, cô chú bị sao đây? Sao lại ngất hết đi này? Xong xuôi rồi, chung nha. Chạy lẹ. Hả? Cái con bánh bèo vô dụng này. Hả? Hai con gấu bông trong nhà. Sao nhìn trông lạ thế nhở? Cái gì đây? À, chuyển động à? Rõ ràng mới chuyển động xong. Này thì xem có buồn nữa không? Một đập. Phát được mất. Đập 18 phát. À, phát hiện ra rồi nhá. Mình chạy đất ơi, chị chân của tôi. Bây giờ đâu quá đi, đâu quá đi. Chúng ta thấy rồi nha. Xin chào nha. Thôi đừng khóc nữa. Phải đấy. Chẳng xa tới là đi. Ôi trời, kỳ quá đi. Sắc ơi. Ôi trời. Ôi trời. Thì ra anh cắn chân tôi. Không phải gì em đi đâu. Đâu phải bồi. Trời ơi. Ôi dạ. Anh bảo này. Bực mình. Anh bảo đây. Lắng nghe anh đã. Không phải như vậy đâu. Không nghe. Anh là đồ tôi. Đừng có lại gần tôi nữa. Đứng dậy đi anh, sao cô dám chửi anh ấy hả? Hả, con nhỏ này. Ôi nè. Ôi trời ơi, cái bộ trắng mày đẹp quá. Chịu thua đi. Trời ơi, mê quá đi. Chịu đi anh ơi. Chịu thật sự, mình đi theo rồi.
Anna ơi. Đúng là quá đáng mà. Hành động thôi. Ok. Ôi trời. Hả? À, còn có mình mình. Em à, cái bọc ngu ngon ấy. Xem anh nào đấy. Ơ, gì vậy? Hả? Ôi trời ơi, chạy mau. Ôi trời ơi, chạy mau. Tôi sẽ cho hai người biết tay. Thả chúng tôi ra. Được rồi. Chờ xem quả táo của hai người nè. Đau quá đi. Trời ơi, chị ba lùa đổ. Làm ơn đây cho tôi. Bằng lâu nha. Để coi nào. Ôi, ghê quá đi. Coi nào. Đây nè. Chỉ là cái mắt áo thôi mà, có gì đâu. Ôi trời, mắc cười quá đi. Hả, lộn hàng. Phụ tớ kiếm nào. Mắc cười chết tôi. Nở đây rồi. Kìa là trời ơi, ghê quá. Đừng mà. Thôi hả? Thôi nè. Khoan đã. Hai người dừng lại đi. Bunny đáng yêu quá đi. Cậu có sao không? Cả hồn. Anh xin lỗi bà. Thả lỗi cho anh đi. Thả lỗi cho anh đi. Vậy mới đúng chứ. Giờ mới tới tôi nè. Ai ơi. Sao giờ? Ngài biết đâu mà. Được rồi, yeah, đi làm rồi. Nào. Như này thì không qua có thể thấy được. Ok. Có tuyệt vời. Đẹp quá đi. Mình đi thôi. À, bay qua đập cỏ đây. Trời ơi. Trời ơi, đập mấy cái lõi rồi. Oh, wow. Ôi, dòng tới kìa. Trời ơi, hai cái người này, ta phải làm gì đó. Kế hoạch hai nha. Chạy nào. Ôi, trời ơi, Lisa, tớ xin lỗi nha. Cái tên này hả? High five, hai người cùng dính bay của mình nha. Trời ơi, kế hoạch thất bại. Được, ta không treo lên nào. Trời quá. Ơi, mày làm sao đây? Sao cậu vô dụng quá vậy hả? Nè 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 nè. Cô ta mắc bẫy rồi. Biết rồi. À hả? Thằng tiền bà, dịch trời nhá. Nè, có người đấy nữa kìa. Wow, một đôi kìa, có gì đã kiếm đôi. Yeah. Ai lại làm rơi tiền mà không để ý tới đây. Bây giờ làm sao đấy, bảo hộ trời. Kiếm lại bài, kiếm lại bài. Sao nha, con họ thật là quá đã. Thì là đáng ghét mà. Chú nhảy đó. Ý cái remote đây rồi. Tăng remote mình cầm trong tay rồi. Nữa đi. Trời ơi, nhảy đẹp quá. Alex ơi, xuống nhá. Trời. Tạm biệt. Cứu ta bay, cứu ta bay. Rồi. Xong phim rồi Anna nhỉ. Thành công rồi. Chào mấy cậu. Hai người không sao chứ? Các người ý đồng ý biếm. Trời ơi, đẹp quá nha. Yeah, cảm ơn Alex, cảm ơn Anna. Nè anh ơi. Cái gì vậy?
Đã chơi chơi đi tụi này nha. Ôi dồi ôi, ông em xin gọi em buổi sáng này. Quá hay luôn, được đấy. Là gì? À, đầu tiên anh leo lên cây dừa. Hái giùm tụi tôi mấy trái dừa. Được. Ok, chờ anh một tí nha. Cảm ơn anh đẹp trai. Xe này quá giả quân. Ê rồi. Có chuyện rồi, đi thôi. Cho anh nè, xuống đi nha. Nào. What the? Khoan khoan anh đẹp trai ơi. Sao con? Làm ơn đi mà. À, không 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 không. Vậy sao? Đuổi theo. Ha hả? Anh không được đi. Ôi, chơi gì? Giúp giùm tụi tôi đi mà. Anh chỉ cần đứng yên cho tụi tôi chẻ anh chút xíu nha. Phải đó phải đó. À, thôi được thôi được. À, được rồi đi thôi. Chờ chút xíu nha. Thêm cái táo này nữa. Ờ, làm cái gì đây? Thành công. Chào chào. Bắt đầu nào. Đến lượt chơi rồi. Ôi trời ơi, giảm cái gì đây? Phát đầu tiên. Cái gì đây? Không cần muốn biết rồi à. Ha, tao có một xấu chứ. Nhìn cậu ta kìa. Ôi dồi, chết quần rồi, chết quần rồi. Ôi dồi ôi kìa, chụp cả đúng luôn kìa. Chụp ảnh lên đi ra luôn này. Đỡ chết dịch, chúng mày dám hại tao. Mày cũng cắm mập này à. Đỡ bóng đi ai. Chiến nè, đỡ nè. Cứu tôi rồi. Cứu tôi rồi. Không, 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 để nó xem nó lên. Bắt mày rồi á. Ôi trời, kêu tao rồi. Cô có sao không? Lên bờ thôi nào. Tôi xong rồi. Sao nằm ngủ như cá mồi vậy? Tiếng gì vậy? Nè mấy cậu, tỉnh dậy đi. Chuyện gì vậy? Hả? Sao cậu ấy lại nằm đây? Ôi trời, nè cậu ơi, tỉnh lại đi. Ngủ gì mà nằm giữa đường vậy? Hả? Ôi trời, cậu ấy bất tỉnh rồi. Hả? Chiếc chuông đó. Sao bơm đi mất một cái rồi? Đuổi theo. Có tiếng động bên kia. Có lẽ là trong đó đó. Lên xem nào. Đi coi. Xin lỗi nha cháu. Hết hồn. Chạy thôi. Bắt được cậu rồi nha. Rồi. Đi tôi quét. Không không, đặt tới ra đi mà. Đặt tới ra đi mà. Hả? Cái cục áo này chính là của Ragata.
Có lẽ chúng ta bắt nhầm người rồi. Vậy sao? Để tớ xem nào. Ôi trời ơi. Đau đầu quá đi. Để ta cho các ngươi biết đây. Đến đây, tội của các ngươi còn chưa xong đâu. Nè hai cậu, lại đây nè. Baby. Cho cô nè. Anna, cậu ăn đi. Cho tớ hả? Tớ lấy cái này. Đây của cậu đây. Ngon miệng đó. Ngon quá đi, cảm ơn nha. Còn cậu, lấy đây nào. Tưởng gì vậy? Khó ăn quá đi. Tạm biệt nha. Cái mùi gì mà ghê quá vậy? Chúng tôi đã hiểu rồi, là mang tha cho chúng tôi đi. Đáng tội nhất chính là cô ta. Trời đất ơi, cô ta đã đến các ngươi. Đánh ra. Không thể nào. Nhìn đẹp đôi vậy ta. Chắc là họ hạnh phúc lắm. Ước gì mình được làm cô dâu. Ồ ồ, đẹp quá đi. Và xuất sắc luôn vậy à. Anna, hello em. Alex. Sao thế? Cái váy đó đẹp quá, mua cho em nha. Wow. Ngon đấy nhở? Lại ăn sao? Bạn trai chứ có phải hiều đâu trời. Anh ơi, chào anh ơi. Cửa hàng trang sức. Vào liền, vào liền. Cô đi đâu nhở? Hay là trong này? Chỗ này đúng là dành cho mình. Đẹp tuyệt vời luôn, cái nào cũng muốn mua. Anh ơi. Điều tối gì? Anh xin lỗi nhá. Anh bị hết tiền mất rồi. Tiền ăn thì đủ, mà lúc nào cũng nói không có tiền. Không mua thì thôi. Tôi cho anh đi nào. Tránh ra đi. Bật cái mình. Ôi không. Anna, từ từ nghe anh giải thích đã. Rồi. Hả? Lisa, em làm vợ anh nha. Lãng mạn quá đi. Anh thấy chưa, người ta cầu hôn mà mầm đó. Rồi, đây anh ra đây. Có chút tiến bộ. Anna, em làm vợ anh nhá. Ok, được thôi. Ăn thịt gà đây này. Cái này ngon mà, sao lại không thích? Cái tên này, suốt ngày ngoài ăn ra anh còn nghĩ được cái gì khác không hả? Sao nhở? Con gái khó hiểu thật đấy. Rõ ràng là em bảo em thích ăn thịt gà cơ mà. Hả? Còn nói nữa, anh có thấy người ta cầu hôn không? Không phải như thế à? Ôi trời ơi, bỏ tay thiệt rồi. Anna, chờ anh ơi. Đứng lại, đừng có đi theo tôi nữa. Ôi trời ơi. Trời ơi, cô ấy giận tớ mất rồi. Hay cậu mua váy cưới cho cô ấy đi. À, hiểu rồi. Cảm ơn người anh em nhá. Xong rồi. Hả? Gì vậy? Ôi trời. Em đồng ý là vợ anh nhá. Em đồng ý. Phải làm sao đi? Không xin được lúc nào. Cái táo kìa. Anh thách nó rồi. Tới đi. Ủa, ai vậy? Thật là một con nhỏ trai trẻ. Nè. Chuyện gì vậy? Nó trong đó chứ. Cô con, hãy xem đi. Không phải cô ấy rồi. Mình sẽ phải nè. No. Tới giờ chơi nào. Sợ rồi sao? Đi thôi. Cứu tôi với.
cướp được sao? Thôi không, tao không mày nè. Chết đâu, làm ơn cứu tôi, cứu tôi với. Sao không được mày nè? Ôi trời, ôi trời đất ơi. Ôi không. Ủa, tiếng gì vậy? Hả? Không có ai. Để xem nào. Chuẩn bị chịu chết đi. Xin lỗi con, chúng ta xin lỗi con mà. Hai người bây giờ mới biết sợ sao? Có nhớ lúc đó không? Đừng quay đi, trời đất ơi, chúng ta mới, chúng ta mới. Xin lỗi cũng muộn rồi. Hãy xem ta trừng phạt các ngươi đây. Đừng có làm vậy, đừng có làm vậy. Hãy nhận trừng phạt đi. Khoan đã, đừng làm vậy. Ủa trời, cô ấy là ai vậy? Cô, đừng như vậy mà. Mặc kệ cô. Đừng mà bấm đi. Cô là một cô gái tốt mà. Anna, không sao rồi Bonnie. Cảm ơn Anna. Tạm biệt cô. Trời ơi, thiệt là tội nghiệp quá đây. Tại sao hai người lại độc ác như vậy? Cứu tôi với, cứu tôi với. Hàm răng của mình. Thôi không. Xem nào. Được rồi. Nè, baby, chúng ta đi thôi. Ok, thử nha. Để xem nào. Ôi trời đất ơi, cứu tôi. Chuyện gì cũng tới tay tôi. Còn cái khóa này. Xem nè. Bye bye. Xong được gì nè. Chuyện gì vậy? Anna, sao cô dám làm như thế? Ở trong đây.